lên men 10 kg ngô chứa 40,5% tinh bột, tạo V ml rượu ngô ethyl alcohol 46 độ, hiệu suất quá trình là 49%, khối lượng riêng của ethyl alcohol nguyên chất. Thế thì 10 kg ngô, đây nó hỏi về millilit. Thôi bây giờ thế này đi, millilit vậy thì nó phải chia theo gam rồi. Vậy mình sẽ có là 10 kg ngô thì bằng với lại 10.000 gam, đúng không ạ? Vậy từ đây mình sẽ tìm được số mol C6H10O5, tất cả N lần nguyên chất là bằng 10.000 nhân này chứ 40,5% tinh bột thôi, về nhân 0,405, phân tử thẳng khối đằng này 162. Kỹ thuật làm của Thế Minh là bỏ N đi, không quan tâm đến N, tính toán cho nó nhanh. Vậy chia 162 được chưa? Ok nhá. Mặt khác, một thằng C6H10O5 thì cho ra hai thằng C2H5OH, được chưa? Vậy anh này sẽ là 4050 chia 162, hiệu suất cả quá trình là 90%, vậy anh này là 0,9. Vậy sẽ là 4050 chia 162 thuận nhân hiệu suất, chỗ này phải nhân với 2 gấp 2 lần, nhân 0,9. Đây là ra số mol nhá. Đây ra số mol của ethyl alcohol. Vậy hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được khối lượng. Đến đây mình sẽ tìm được khối lượng. Ui, bút của Thế Minh hết pin rồi. 0%. Các bạn bấm giúp Thế Minh xem nào. Số mol của C2H5OH bằng bao nhiêu? À mà thôi, mình cứ để yên nhé. Mình cứ để yên xong rồi mình tính. Được không ạ? Mình cứ để yên xong bây giờ mình tính khối lượng đi. Và mình sẽ tìm được khối lượng của ethyl alcohol. Khối lượng của C2H5OH nguyên chất bằng 4050 chia 162 nhân 1,8 nhân 46. Được chưa? Mà đây, đây là bằng 0,8 gam trên ml, vậy suy ra được V C2H5OH nguyên chất bằng 4050 chia 162 nhân 1,8 nhân 46 chia 0,8, khổ thế đấy. Bằng bao nhiêu đây? 2587,5. Mặt khác ở trong này nó là 46 độ cơ. Vậy mình sẽ tìm được là V ml rượu ngô. V rượu ngô. V rượu ngô thì bằng 2587,5 chia cho bao nhiêu đây? 46 độ là 0,46 đúng không em? 0,46 bằng bao nhiêu? 5625 ml. Đây. 5625 ml thì các bạn nhìn đáp án gì chưa? Đáp án A. Ui giời, câu này xứng đáng là một câu rất hay. Nhưng mà thực ra sau này các bạn lên lớp 12, sắp tới các bạn lên lớp 12, đây là một câu bình thường. Mà học sinh thấy mình bấm máy tính vèo phát ra đáp án.